Đi khám răng và cái kết. Đưa tôi dụng cụ nào, phải làm lại cho anh chàng này hàm răng thôi. Đúng rồi, há miệng to ra. Ôi, gì vậy? Sao lại đưa cái cưa máy thế này? Vĩnh biệt chàng trai. Mục tiêu cần ám sát đã bị xử lý. Đơn giản quá đi mà. Giờ phải xử thôi. Bye bye, không hẹn gặp lại. Trò đùa của bà đẻ. Ồ, có người ấn chuông. Ai đến nhà đây? Ôi trời ơi, đứa bé nào đây? Yếu quá nhỉ? Bé cái nào? Ôi, chơi gì vậy? Có gì vậy? Điều ước hoàn hảo. Bác sĩ ơi, hai vợ chồng tôi muốn có con lắm rồi. Bác sĩ xem giúp với. Không được đâu bé ơi, hai anh chị không có con được đâu. Nhưng điều đó có nhầm lẫn gì không? Không có là không có. Buồn thật đây. Vậy là sẽ không có em bé ra đời rồi. Thôi anh chị về nhà mà khóc lóc. Tiến khách. Tiền đây. Ước một điều đi và ta sẽ thực hiện. Đây rồi, trúng mánh rồi. Được luôn, đúng như cô muốn. Ủa gì vậy, alo, sao lại ước xe ô tô? Còn con cái thì sao?